Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều video mới nhé. Hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các anh chị cô chú nha. Hôm nay bên Trần Anh về rất là nhiều xe. Trần Anh sẽ báo giá về tổng những mẫu xe hiện tại đang có mặt ở salon nha. Nơi mua bán đáng tin cậy đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị trên 63 tỉnh thành luôn. Tổng công ty salon ô tô Việt Nam, chi nhánh 1, chi nhánh 2, chi nhánh 3 cho Trần Anh đứng ra quản lý bán hàng, chịu nhiệm toàn diện đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Cam kết bán những mẫu xe đẹp, mang về cho anh chị một chiếc xe đẹp, một chiếc xe như ý, giá cả thì sao, đặc biệt là hợp lý. Đây là con Lexity sản xuất năm 2007. Con giá này bên Trần Anh bán giá 145, đồng thời có bớt cho cô chú anh chị luôn nha. Những mẫu xe chiến bên Trần Anh ô tô tiếp theo ạ. Bên đây Trần Anh có tiếp theo một con Ford Everest nè. Ford Everest này sản xuất năm 2008 anh chị nha. Xe đồng sơn rất là mượt mà. Một dòng xe thương hiệu, máy dầu đến từ Mỹ. Dòng này turbo dẫn động cầu sau anh chị nha. Nội thất trang hoàng rất là lịch sự, rất là cá tính trong cuộc sống rồi. Giờ đây anh chị không cần xe tiền tỷ nữa đâu, chỉ cần xe tiền trăm thôi, sở hữu những mẫu xe đẹp bên Trần Anh ô tô rồi. Đây bà con trải nghiệm cùng với Trần Anh phần nội thất nè, len keng xà beng luôn, nội thất đẹp, sáng tài, tuyệt vời. Con này 2008 bên Trần Anh bán giá 310 triệu. Đồng thời cô chú anh chị tới nơi Trần Anh bớt kịch kim cho cô chú anh chị 10 triệu, bao rút hồ sơ cho cô chú anh chị luôn. Xe này thì Trần Anh cũng đã làm clip rất là chi tiết rồi nha anh chị. Nhiều xe chưa? Xa xa ở cuối chân trời có con Innova, Innova G xịt đứng chờ tại salon nha. Đây là con Innova G nè anh chị, đồng sơn phong dáng của em nó nè. Con này 295 triệu, đời 2010, G xịn anh chị nha. G xịn ABS, cảm biến dê đầy đủ trên chiếc xe rồi, vô lăng, túi khí, form mới, hai túi khí, 295 triệu, bớt cho anh chị 10 triệu, còn 285, giá rẻ không, chỉ có ở Trần Anh ô tô thôi nha. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau nè. Đây là con Lexity nè, tập chưa, đó, phong dáng của em Lexity nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh thế mới tình, Trần Anh sờ lên nắp cabo em nó mãi lặng thinh nha. Một mẫu xe đẹp là một mẫu xe chiến bên Trần Anh ô tô đó. Đây à, chúng ta đi sâu hơn một tí xíu nữa cùng với em nè. Gentra nè anh chị, đây là con Gentra sản xuất năm 2008 anh chị nha. Con này bán giá có 145 gì đó. Con này như có bán giá 145, trắng ngọc trinh, đời 2008, Gentra không dịch vụ nha, xe gia đình gốc nòi 100% luôn anh chị. Tiếp theo ạ, đây là mẫu xe Ford Everest, bản số 60E58903, con này là đời 2007, hồng phấn luôn, chủ nhà cũng lên option, option tương đối là đẹp trong xe rồi. Đây chị, nội ngoại thất nè, dán toàn bộ tem cho em nó hết rồi, tạo cho em nó có một cái điểm nhấn rất là manly trong cuộc sống anh chị nha. Đồng sơn, hồng phấn nè, nắp capo không dấu hiệu là lỗi lầm đâm vay chiếc xe này nha. Con này đời 2007 bên Trần Anh bán giá là 295 triệu anh chị nha. 295, đồng thời anh chị mua bên Trần Anh có bớt cho anh cô chú anh chị luôn. Trần Anh vừa về tiếp tục thêm một mẫu xe. Đây anh chị, một mẫu xe tiền Gentra sản xuất năm 2008, đẹp xuất sắc. Màu vàng, máy xăng, máy 1.6 nha. Nội thất đẹp keng xà beng luôn, đảm bảo với cô chú anh chị không có chiếc xe thứ hai. Đây chị coi phong dáng của em Gentra nè, đồng sơn phong dáng rất là ok trên chiếc xe luôn bà con. Bà con lấy về con chạy ngoài ra bà con không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nhé. 79 cánh hòe nhá. Đây anh chị nè, 79 cánh hòe Gentra đời 2008. Con này Trần Anh bán giá 155 nhé, em sorry. Con này bán giá 155, bớt 5 triệu cho bà con cô chú anh chị luôn. Đây là một mẫu xe tập chạy tập lái Toyota Corona sản xuất năm 1992 nha. Dòng xe nhập khẩu thương hiệu đến từ Nhật Bản anh chị ạ. Xe này thì một người chú trai đã, chú dễ thương lắm, chú chốt cọc cho Trần Anh rồi. Chú rất là dễ thương, chú chốt cho Trần Anh 10 triệu rồi. Trần Anh bán có 55 triệu con Toyota Corona này nè. Giá quá rẻ, giá trên mạng nằm tầm 90 đến 100. Xe nhập chưa? Kia Morning.
sản xuất năm 2008 anh chị. Số tự động, hàng này là hàng nhập, số tự động hàng nhập anh chị nha. Bán có 160 mấy triệu thôi à. Em còn thêm một mẫu Life City nè. Life City sản xuất năm 2008 luôn nha anh chị nha. Đồng sơn phong dáng đẹp và nội thất bao đẹp cho các bác luôn. Lấy về là chạy ngoài đang không phải là về bất cứ một khoản gì trên cái xe rồi nha. Bri, đây là Bri Maxi nè anh chị. Đây là phong dáng của con Mazda Bri Maxi nè. Con này số tự động anh chị nha. Nội thất đồng sơn đẹp, kết hợp với có gương chỉnh điện. Con này cũng có 160 triệu thôi. Sở hữu ngay mẫu xe huyền thoại bên trên ô tô rồi. Nội thất quá là men lì luôn. Cập nhật liên tục về nhiều xe, về phục vụ cho bà con các bác anh chị nhé. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em và đừng quên bấm vào chuông thông báo. Trần Anh về nhiều xe lắm, cực kỳ là nhiều xe phục vụ cho cô chú anh chị đây. Che nắng che mưa, mùa mưa bão, chở gia đình đi chơi, đi du lịch nè, đi Tết nè. Nói chung là đi rất là nhiều. Và cuối clip Trần Anh xin chúc toàn thể tất cả các cô chú anh chị là sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi và luôn luôn thành công, luôn luôn gặt hái được nhiều hạnh phúc nhất cho gia đình và bên người thân nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào. Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều xe giá rẻ nhé.